điều kiện cụ thể là các cái phương pháp tách cái các phương pháp chia. Thì cái chương ba nó gồm cái bài sau đây là một là bài các phương pháp tách, hai là bài đại phương sắc khí, ba là sắc khí lớn mọn, bốn là sắc khí lỏng thì nâng cao, năm là sắc khí khí, sáu là điện nhiên mau rồi. Như vậy mình sẽ dạy thì bốn bài bài sắc khí lỏng thì nâng cao thì thầy dạy tăng dinh dưỡng để dạy các chị sắc khí khí cô nhiều ha. Thì cái bốn bài của tôi là ba một buổi là ba tiết ha, ba dinh dưỡng là dinh dưỡng cô nhiều là mỗi người một nha. Như vậy là buổi nay ta sẽ cố gắng học xong cái bài đầu tiên rồi chúng ta tập chiếc với một phần của bài đại phương thanh ký. Thứ hai chúng ta học hết bài đại phương thanh ký, buổi thứ ba là tập bài thanh ký lớp một thì đi môn này. Và tôi đề nghị là ta sẽ học không có nghỉ giải lạc, ta học luôn 8 giờ ta nghỉ luôn ha. Rồi chúng ta đi vào bài phương pháp tập chiếc. Bây giờ mục tiêu bài này là gì? Mình thấy là tên của cái bài là phương pháp tắt chiếc, vậy nó bao gồm hai nhóm, một nhóm phương pháp tắt và một nhóm phương pháp chiếc. Thì những cái phương pháp tắt là trong chương trình quá phân tích là những cái phương pháp hết sức cơ bản, ví dụ như phương pháp điện lọc, phương pháp liên tâm, phương pháp mạch xấu, các chị tự lập danh sách nên chúng ta cũng có thể hiểu được. Về trên lớp nói về phương pháp chiếc rồi. Thì nếu mà nói về phương pháp chiếc thì có ba mục tiêu. Thứ nhất là trong phương pháp chiếc đó, bên quá phân tích sẽ giảng về chiếc lọc lọc. Thì trong cái phương pháp chiếc lọc lọc này nó có một số các cái con số yêu cầu các chị phải trình bày được các cái con số này và cái ứng dụng của nó, cái ý nghĩa của nó sau này trong lĩnh vực phân tích. Thứ hai là cái phương pháp chiếc lọc lọc, nó chính là cái cơ sở lý thuyết của cái phương pháp sau này mà đã được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực nhiều hoặc là trong lĩnh vực hóa học, đó là phương pháp sắc khí. Từ đây mình yêu cầu các chị dạy vì sao phương pháp chiếc lọc lọc là cơ sở lý thuyết của phương pháp. Cơ sở lý thuyết là sao? Ta dựa vào phương pháp chiếc lọc lọc và muốn phát triển ra cái ý kiến mới của chúng ta. Thứ ba là cái ứng dụng của cái phương pháp chiếc lọc lọc này trong lĩnh vực phân tích. Đó là ba mục tiêu của các bạn, từ cốt là cái phương pháp. Về nội dung nha, thì dĩ nhiên tôi sẽ nói về phần chiếc, về phần khác và phần lọc. Và tôi sẽ nói ngay về phần chiếc và cách kỹ thuật chiếc và cách học kỹ thuật. Ta hay dùng ngay trong cái lĩnh vực phân tích thuốc và nhìn sinh học. Thì ta sẽ nói trong hai cái nội dung cuối cùng. Thì bây giờ chiếc, thì nếu mà cái từ chính xác của nó là chiếc xuất, tức là ta tìm cách lấy một cái chất nào đó ra khỏi một cái nền mỏng đó, ra khỏi một cái môi trường đó. Nhưng mà để đơn giản thì coi thì chiếc, như chữ nghĩa đó là chiếc xuất. Người Bắc thì gọi là liên tích, từ tiếng Anh là expression, là chiếc là expression. Còn cái phương pháp tắt thì gọi là separation, hay là khác. Bây giờ chiếc là gì? Thật ra trước đây chiếc nó cũng nằm trong nhóm phương pháp tắt, nhưng mà do cái ứng dụng của nó rất mạnh và từ cái phương pháp chiếc này có nhiều cái phương pháp khác ra đời. Từ cái kỹ thuật chiếc này nó phát triển ra nhiều cái kỹ thuật chiếc khác nữa. Do đó cái kỹ thuật chiếc hay phương pháp chiếc tách riêng ra nó không nằm trong cái nhóm phương pháp tách nữa. Nhưng mà về bản chất của nó, tức là khi mà nó định nghĩa của nó, chiếc cũng là cái phương pháp tách. Bây giờ nó tách dựa vào cái gì? Nó dựa vào sự chuyển hóa của một cái chất nào đó. Như vậy có nghĩa là sao? Một cái chất chúng ta cần chiếc ban đầu nó nằm trong một cái bàn A,
ta cũng dùng cái phạm vi chiếc cái chất ở là mỗi pha, bởi vì trong pha có thể là ngoài chất đó nó còn nhiều cái phạm chất cái bằng phần không đồng bộ này à, thì để chiếc cái chất là chúng ta cần chiếc ra khỏi pha A thì đây là phạm vi với cái điều kiện là cái sự phân bố của chất cũng chiếc phải cần pha B nhiều hơn phần ba thì chúng ta lấy được là một. Cái thứ hai cái pha A và pha B không được hòa vào một phần không được tròn vào một phần thì đó là một cái định nghĩa hết sức là bằng quan để cái phương pháp chiếc. Bây giờ dựa vào định nghĩa này tôi đưa cho các bạn bốn ví dụ từ dễ cho đến khó. Ví dụ thứ nhất, người ta đưa cho mình một chiếc viên ba ba sáu ba một cái viên phút ba một, ta yêu cầu mình là định tính và định lượng ba ba sáu ba một trong cái viên phút và mình tổ chức cho mình một cái bộ giấy nha. Mình biết là gì đối với cái phút, cái công thức của nó ngoài những chất nó còn có phá à, và có rất nhiều nội thành đối với dạng còn chế và thiên men nó sẽ có khá nhiều đá, khá nhiều hòa tan, khá nhiều nổ, khá nhiều làm cơ bóng và vân vân. Như vậy chúng ta muốn định lượng paracetamol của viên thuốc này chúng ta phải tìm cách chiết cái paracetamol ra khỏi viên thuốc. Đó chúng ta mới nhận được thì kết quả định lượng của mình là mới chính xác. Chứ nếu mà mình định lượng trực tiếp và là trong cái viên thuốc đó có sự điều kiện của các phá được có khả năng phá được nó ảnh hưởng đến kết quả để trong cái cách kia mà bây giờ làm thế nào để kia mà bạn thú vậy chúng ta phải tìm hiểu về tính cách lý hóa của ba và của các tá trong thể vi của nó. Đặc biệt chúng ta quan tâm yếu tố nhậu ăn dễ tan trong phân mô gì, khó tan trong phân mô gì, không tan trong phân mô gì và cái yếu tố về thẳng dễ tan trong phân trường quay hấp thẳng, khó tan trong phân trường quay hấp và yếu tố là nhậu ổn định ba la là tá hiệu nó ổn định cho môi trường nó bị hư cho môi trường gì vân vân chúng ta phải tìm hiểu lắm. Sau khi ta tìm hiểu được rồi thì các chị sẽ tìm ra được cái sự khác biệt về mặt độ an về độ ổn định của ba la với các tá và chúng ta muốn chiếc ba la thì ta sẽ chọn một cái môi trường mà chỉ có ba la nó tan còn các tác của các nó không thì như vậy chúng ta mới đạt cái yêu cầu là chi xuất và là ra khỏi cái viên thì trong cái ví dụ này muốn chiết và là ra khỏi cái viên này chúng ta sẽ chiết trong môi trường kiện hay cách khác chúng ta sẽ dùng dung dịch suốt không thể một ngày nào để mà chiết và là và sau khi chiết xong rồi cái dịch chiết đó chúng ta sẽ dùng từ ba là phương pháp quan cổ từ ngoài thả tim và chúng ta định tính ba là cái dịch chiết này có thể là phản ứng hóa học hoặc là phương pháp quan cổ của người được nha. Cái ví dụ tôi nói thì ba a là dạng rắn tức là cái viên này ba b là dung dịch suốt tức là dạng của nó. Như vậy trong trường hợp này sẽ có chiếc lọc răng và cái mục đích của cái chiếc xúc là gì? Chiếc xong rồi để định tính và định lượng thì đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là đưa cho một cái chai siro theo đó này hạt chất là hai mươi ba mươi hạt plus ta cũng yêu cầu mình định lượng hai mươi ba mươi hạt cao trong cái siro này
tương tự trong cái viên ba này, chúng ta phải tìm hiểu về những cái tính chất lý hóa của adenosine và hàng ba. Trong CO thì ngoài ba thì nó còn có những chất tạo hóa, chất tạo mùi, những chất bảo quản. Như vậy cái quá trình chiết nó sẽ khó hơn đối với ba này. Thank you.
chip nó phải không chip được chip được điện tử sẽ không chip sạc. Thì mình thấy là chip có một cái vai trò hết sức quan trọng là một cái này thì không những trong lĩnh vực phân tích mà trong lĩnh vực nhiều thôi chung cái gì có động cơ định tính điện tử đều phải qua sự thay đổi nào. Và như vậy qua những ví dụ các vị thầy có hai loại chiếc lọc thì dành trong chương trình thì bộ môn phân tích sẽ dạy chiếc lọc lọc, bộ môn dữ liệu sẽ dạy chiếc lọc lọc và cụ thể là phương pháp chi số nha. Bộ môn phân tích sẽ dạy một âm của chiếc lọc lọc nha, cái đó gọi là chiếc ba này thật chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về chiếc lọc lọc. Thì bây giờ nếu mà định nghĩa về chiếc lọc lọc là gì? Đây là cái định nghĩa về chiếc lọc lọc. Thì đây là một phương pháp dùng một chuyên môn hoặc là một khẩu học chuyên môn để một cách hoặc một khẩu học đặc biệt. Với điều kiện cái pha A với pha B thì là giải phẩm đúng không? Không đồng hàng. Nghĩa là cái định nghĩa của chiếc lọc lọc. Chúng ta qua phần thứ hai, ta nói về các cái thông số trong chiếc lọc lọc. Thông số đầu tiên ta gọi là hệ số bốn cao. Bây giờ giả sử chúng ta có một cái chất tan S đang ở trong pha A. Bây giờ sẽ dùng một cái pha B. Có điều kiện pha và B về giải phẩm không phải phải và muốn chiếc S từ pha A sang pha B thì mình phải chọn cái pha B nào đó sao cho S nó tan trong pha B nhiều hơn trong pha A, hay nói cách khác S nó phân bố vào pha B nhiều hơn trong pha A thì chúng ta biết được trong cái kiểm là cái gì sẽ sử dụng cái bình chiếc hay gọi là bình thẳng kẹp. Chúng ta cho pha A và trong đó S thẳng S ở trong đó vào bình chiếc. Chúng ta cho pha B và sau đó ta đẩy nắp bình chiếc và chúng ta nghiêng bình chiếc về phía cái nắp. Chúng ta mở khóa bình chiếc để cân bằng áp suất giữa bên trong và bên ngoài. Sau đó ta khóa một chiếc lọc và chúng ta tiến một cái chiếc và chiếc một lần hai lần là tùy chiếc xong rồi chúng ta để được chiếc này lên trên cái giá để yên cho cái pha A cái pha B nó thấp nha. Thì như vậy ngay cái thời điểm này pha A và pha B thấp hoàn toàn, cái đó là thời điểm cần phải chắc chắn sẽ không một phần S chuyển từ pha A sang pha B. Và nếu mình chỉ gọi CB là tốc độ của S được chiếu sang pha B, CA là tốc độ của S còn lại trong pha A, thì hệ số phân bố K của S sẽ là CB chia CA. Và như vậy nếu S phân bố trong B càng nhiều càng lớn. Do đó người ta nói là gì? Hệ số phân bố K càng lớn thì quá trình chiếc càng hiệu quả. Anh em khác hiệu suất chiếc càng tăng. Thì K nó có những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, đối với một cái pha A và pha B nhất định thì A sẽ đặc trưng cho S. Cái thứ hai, ở một cái điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định thì K sẽ là hạn số. Và khi ta thay đổi nhiệt độ, ta thay đổi áp suất hoặc là chúng ta thay đổi pha B thì đương nhiên K cũng sẽ thay đổi theo. Giờ đó là K. Thì tôi mới nói vừa mới xong một số đầu tiên. Bây giờ trong thực hành khi mình tiến hành chiết xuất, tất nhiên nào chiết một lần và thường chiếc nhiều
tối thiểu nha, rồi là 2 lần 3 lần, nhưng mà nhiều quá cũng không hơn, bởi vì nó lâu nó dễ bị sai, nó sẽ thành người ta một chiếc 2-3 lần. Để làm cái gì? Mục đích là tiết kiệm cái chất của mình một lần, nha, mục đích là đạt được cái hệ sinh thái chậm, có nghĩa là sao? Cùng một thể được quy mô, nếu cái chỉ chiếc một lần thì cái hiệu sự chiếc của nó sẽ thấp hơn cái chỉ chia cái thể quy mô đó là làm gì vậy? Ta sẽ chứng minh là vì sao? Bây giờ giả sử chúng ta có cái chất tan S có cái khối lượng là m bằng 1 đang ở trong pha hỗn có thể tính là về một. Bây giờ chúng ta sẽ dùng pha 2 có thể tính là về 2 để chiếm S với điều kiện pha 1 với pha 2 không còn sản phẩm, và đương nhiên S nó phải có 4 và pha 2 nhiều hơn còn. Và như vậy chúng ta sẽ tiến hành chiếm lần thứ nhất, tức là sử dụng cái lần chiếm rồi. Bây giờ sau khi tiếp xong lần thứ nhất, pha 1 với pha 2 tất cả đạt đến trạng thái cân bằng. Thì nếu các chị gọi quy 1 là phần trăm S còn lại trong pha 1 sau lần tiếp thứ nhất, thì mình có quy 1, mình có M1, thì người đó sẽ tính ra được nồng độ S còn lại trong pha 1 là lấy M nhân quy 1 chia cho về này. Và do mình gọi quy 1 là phần trăm S còn lại trong pha 1 thì như vậy dẫn đến 1 trừ quy 1 là phần trăm S được chia sang pha 2. Và tương tự mình cũng sẽ tính được nồng độ của S được chia sang pha 2 sau khi cái này ha, chính là S1, cái này chính là S2. Thế số rồi sắp xếp lại ra được quy 1 bằng V1 chia cho V1 cộng cả V2. Đây là công thức tính phần trăm S được chiếc xe pha 2 sau khi nhân. Bây giờ tiếp theo tôi tiến hành chiếc lần thứ 2 cũng với V2 khi đi đến pha 2 và tính tương tự như lần tiếp thứ nhất, và tôi gọi quy 2 là phần trăm S còn lại trong pha 1 sau lần tiếp thứ 2, thì tôi cũng ra được công thức quy 2 bằng V1 chia cho V1 cộng K V2 quy 1. Thế số dùng thì ra quy 2 bằng V1 chia cho V1 cộng K V2 bình thường. Tiếp theo tôi tiến hành chiếc lần thứ 3 thì tôi cũng sẽ ra một công thức tính quy 3. Bây giờ nếu tôi tiến hành chiếc lần thứ n là tôi sẽ có quy n bằng V1 chia cho V1 cộng K V2 n là số lượng chiếc. Bây giờ về mặt hiệu suất chiếc, quy là phần trăm S còn lại, cho nên mình mong muốn là quy lớn hay nhỏ, đương nhiên là nhỏ, lý tưởng là không, nó có nó còn gì đó, thì mình không phải có không. Quy n mà tiến đến không thì sao? Phân số này tự nhỏ hơn không, có nghĩa là nhỏ phân bổ. Khi n là số lượng chiếc mà đúng không? N là tiến đến vô cực, thì cái phân số này tiến đến không. À, vậy công thức này chỉ có cho mình thấy là gì? Khi số lượng chiếc tăng thì chúng ta sẽ tiến triển không tăng. Yeah. Trong cái phần chúng ta chiếc 2 được vào là n là 2, n là 3. Giờ ví dụ, bây giờ chúng ta có một cái chiếc A đang trong nước, nồng độ là 0.011, thể tích dung dịch là 100 ml. Người ta cho mình hệ số phân bố cao
và người ta cho là 500 ml to to để được thì bây giờ một là mình chia một lần với 500 ml, hai là mình chia là 5 lần mỗi lần 100, xem cái nào lại về mặt hiệu suất đi. Thì đầu tiên chia một lần với 500 thì em là làm một cái số vô thì quy mô là 6.2%, thì còn lại là 6%. Chiết là 5 lần mỗi lần với 100, các bạn em là bằng 5 và VA là 100, quỹ vô nó ra là 0.1. Thì được mà phải rõ ràng là sao? Cùng một thể tích là 500, tôi chia ra 1.000 lần thì tôi sẽ chiết kiệm hơn 1. Thấy chưa? Đó là con số đầu tiên, hệ số 1. Và con số thứ hai là hệ số phân bố biểu tiến, hay còn gọi là hệ số chia D. Thì cũng tương tự, giả sử tôi cũng có một cái chất S nào đó đang ở trong pha 1 và sẽ được tiếp bằng pha 2. Điều kiện pha 1, pha 2 thì sẽ có không hòa tan, không còn hòa tan. Thì giả sử sau khi chiết xong rồi, pha 1 với pha 2 tách ra, hai khác cái hệ này đạt trạng thái cân bằng, thì mình có công thức tính hệ số phân chia như sau: tổng hợp độ các trạng khác nhau của S trong pha 2, hai cái khác tổng hợp độ các dạng khác nhau của S được chiết sang pha chia cho tổng hợp độ các dạng khác nhau của S còn lại trong pha này là hệ số chia đôi. Như vậy nếu mình so với công thức tính hệ số phân bố K thì thấy công thức này nó tổng quá hơn, và nó bao gồm cả những dạng khác nhau của S. Như vậy mà mình biết rằng gì, các chất, ví dụ như các cái axit, bazơ, các cái oxy hóa, chất tử, thì cái dạng tồn tại của nó nhiều lúc tùy thuộc vào môi trường. Mà cái hệ số chia D này nó lại tính tổng tổng độ các dạng khác nhau, do đó hệ số chia D không bắt buộc phải là hằng số. Được. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tính hệ số chia D là cái gì? Thì mình học về hóa phương tử một, mình học về phương pháp trung hòa, học về phương pháp oxy hóa của mình. Đối với một cái chất có tính acid, đối với một cái có tính bazơ thì tùy thuộc vào về nó có thể tồn tại dưới dạng trung hòa hoặc là dạng khí độc hoặc không tồn tại hay không. Đối với chất có tính oxy hóa, ta biết có cái tử này tùy thuộc vào môi trường mà nó phải tồn tại như vậy, oxy hóa hoặc thì như vậy công thức này chúng ta đưa ra là nhằm nhắm tới những cái chất, các cái dược chất, các cái thuốc mà nó có tính axit hoặc có tính bazơ hoặc có tính oxy hóa hoặc có tính tử, nhắm tới thuốc đó. Và người ta muốn tìm hiểu xem ngoài cái chuyện dung môi có thể ảnh hưởng đến hệ số phân bố K, ảnh hưởng đến hệ số phân chia D, thì còn yếu tố nào khác nữa không? Hay là chỉ có yếu tố dung môi thôi? Cái phần thể hiểu là thì ta lấy một cái ví dụ. Bây giờ giả sử cái chất mà mình muốn chiết là một pha và một cờ, và trong lĩnh vực dược của mình có rất nhiều dược chất có tính pha, có phenylalanine, cetirizine, loratadine, rất nhiều chất, các ăn cao lối. Thì B là một bazơ hữu cơ, ví dụ như tổng thành phần của nó có nitơ, có đầu được. Thì do nó là một bazơ hữu cơ, vậy có thể kết hợp với proton để tạo ra một cái muối, các khác. Dạng trung hòa, dạng khí độc. Và một cái bazơ hữu cơ về tính chất của nó, đặc biệt là về độ tan, nếu mà dạng bazơ
vừa đang trong nước, vừa đang trong dung môi chén. Nhưng nếu nó tồn tại cái dạng khí đông thì nó chỉ tan được trong nước thôi. Như vậy nếu ban đầu mình có B là một pha hữu cơ đang ở trong pha một nước, bây giờ mình dùng cái dung môi chén không được để mình chiếc nó ra, thì do nó là một pha hữu cơ mình sẽ tính hệ số CD của nó theo công thức. Thì các bạn cái gì? Nồng độ của dạng ba phần ở trong pha hai tức là một kẹt chia cho tổng nồng độ dạng trung hòa và dạng ion của ba phần trong pha một là được. Đây là công thức của hệ số CD của ba phần. Tương tự mình cũng đã có công thức tính hệ số mol K của ba phần. Mình có một cái phương trình phản ứng giữa một ba giờ hữu cơ với một hạ sĩ. Từ cái phương trình này mình có hằng số cân bằng và cân bằng. Như vậy, dựa vào hằng số cân bằng, hệ số chia D và hệ số phân bố K, mình ra được cái công thức tính hệ số chia D của ba giờ hữu cơ. Bây giờ mình nhìn vô công thức này, ta rút ra hệ số K hằng số. K hằng số vậy đây một bộ và hằng số mà mình học rồi b hằng thì bằng trừ lóc hằng số. Như vậy đối với một ba giờ hữu cơ, cái hệ số phân chia của nó ngoài những điểm phụ thuộc vào dung môi và phụ thuộc vào gì nữa, b hằng. Như vậy sau này mình tiếp những cái chất mà nó có tính axit, những cái có tính ba giờ thì mình nên lưu ý điểm phụ thuộc. Trong cái ví dụ mà hồi nãy tôi nói đúng không, chiếc paracetamol nó sẽ giống như dung dịch xuất không phải bỏ này đúng không, chiếc cái alimentary trong cyclophilin kiểu gì, cyclohexanol kiểu thì cái có bài đã học. Và tương tự đối với cái chất mình chiếc là một ca xuất hữu cơ thì cái công thức tính hệ số chia đều là một phụ thuộc vào về như vậy ý nghĩa của hệ số chia đây là gì, giúp cho mình có thể tìm được những cái điều kiện khác nhau để môi về pH khác để có thể mình chiết được cái chất của mình một đặc biệt là cái chất có tính axit hoặc là cái tính bạc. Nói gì nói phải trọng yếu ví dụ chúng ta có một cái hoạt chất amin, amin tức là ba đợt nồng độ ở trong nước là 0.1 mol, thể tích của dung dịch là 50 ml. Bây giờ đây là một cái ba giờ hữu cơ, như vậy cái hằng số cân bằng của KB là 10.5. Người ta cho mình hệ số phân bố K của cái amin này giữa một cái dung môi kém phân cực và nước là 3. Như vậy cái chiếc amin ra khỏi thì ta cho mình 100 ml dung môi kém. Bây giờ đây là một ba giờ hữu cơ, vậy là B nó sẽ có thêm cái gì quá trình chiếc nữa. Bây giờ tôi thử xem tôi B nó khác nó có gì thế nào. Và để cho đơn giản thì tôi sẽ tiến hành chiếc một lần với 100 ml dung môi kém và tôi chiếc ở hai cái bề, một là bề hằng 10, hai là bề hằng 8. Chúng ta xem như thế nào. Thì bây giờ muốn biết xem coi ở bề hằng nào có quá trình chiết càng hiệu quả, thì ta phải xem những công thức nãy giờ chúng ta học. Đây là công thức tính hệ số chia đê một ba giờ hữu cơ. Đây là công thức tính cái ba giờ hữu cơ còn lại trong nước sau em là như vậy là tính đề trước thế vô tính trực quy và đây mình tiến hành chiếc một lần thì gọi là n là bằng một á. Vậy đầu tiên ta tính đề trước ở bề hằng 10 d bằng cái gì, thế số vô k là 3. Công thức này là k và đề bài cho mình là kb, mình học công thức cũng mà k kb bằng 10 đi được 14 đúng không, thì mình suy ra k H cộng, mình học rồi, B thì bằng trừ lóc H cộng. Ở đây ta
lên có khoảng 50 lên 200%, thật ra là 15. Có nghĩa là sao? Nếu tôi tiến hành chiếc một lần với 100 thanh niên đến chiếc một ở lên 50 thì phần trăm thanh niên còn lại trong nước là 15. Bây giờ tôi tiến hành chiếc ở bên 8 tương tự tôi ra là nhiều 65. Như vậy dựa vào hai kết quả chúng ta đánh giá thì đây là ảnh hưởng đến quá trình chiếc của các anh, ảnh hưởng cực kỳ lớn à, từ 65 và giảm xuống 15. À, bây giờ trong ví dụ này muốn đưa cái quy này về không thì phải làm sao? 15 không còn nhiều hơn 15 đâu. À, có thể là từ 100 đến 100 chia ra nhiều lần, đúng không? Nếu mà sẽ chọn cái năng cơ này, này chia ra làm nhiều lần hoặc có thể là tăng cái năng cơ có thể là 10 là một quy 1 sao? Trong chương trình thực tập là học tập cơ em học có được một có được năm và một con là học mấy mấy học rồi hả của tụi mày mày có bắt đầu từ tụi mày tụi mày là nghỉ rồi à đúng rồi tụi mày một số thầy cô ở đây một số thầy cô như vậy là trong chương trình tập khoa phân tích nó có thấy gọi là khoa phân tích hai thế thì có một cái bài gọi là khảo sát ảnh hưởng của pH lên quá trình tiết của một chất chất nó có tên là oxy và cái chất này nó rất là đặc biệt là nhân thơm trong đó có một nhóm thế là amin là tế bào có một nhóm thế là OH tức là có tính vậy mình sẽ tiến hành chiết cái chất này ở cái pH từ acid cho đến bào và từ 1.7 cho đến 11.7 trong cái vùng acid chiết 5 cái pH khác nhau trong cái vùng kiềm chiết 5 cái pH khác nhau và mình xem coi ở pH là hiệu suất chiết nào đây là một bài tập lấy lượng của một cái trường vừa có bình pháp về cho các bạn tập và làm cái bài này do như là một bài tập lớn vậy là mỗi một mẫu sẽ chiết một pH hơi mỏng hơi pH thì bây giờ hỏi cái gì nó làm chỉ cần một nhóm lập mẫu thì nó sẽ ảnh hưởng kết quả của toàn bộ nhóm nha đó là đặc biệt một tình hình lập mẫu sẽ được cả ai cũng có ý thức tốt làm nha như vậy là các bạn hay là những bài gì đó chúng ta sẽ thích học các đó nha ra và ứng dụng của bạn và sau khi ta tìm ra được ở bên nào nó là hiệu suất chiết cao nhất rồi chúng ta phải lý giải được vì sao chứ mà chúng ta dựa vào thực nghiệm chúng ta nhận thấy nó thì đúng rồi ta phải lý giải cái bài được vì sao nha thì đó là cái thông số thứ hai thông số thứ ba là hiệu suất chiết là gì thầy dễ là toàn bộ cái chất S tiết được sang bao nhiêu phần chia cho S ba tập tính theo phần trăm và về mặt hiệu suất thì đương nhiên tâm muốn là trăm phần trăm con số là vậy thì có như vậy thì mới vừa nói xong ra một cái ba cái con số trong cái chiếc bảo đó là vừa xong nội dung ứng với cái mục tiêu số một nha giờ ta qua thì ông ta nói về phân loại các phương pháp chiết mặt lọc thì từ đầu đến giờ ông nói cái gì cũng có thể hình dung được một là chiết đơn tức là chiết một lần thì có thể là hiệu suất chiết rất là thấp nó nhanh nhưng mà nó thấp thì còn thứ hai là chiết nhiều lần hay còn gọi là chiết lọc thì hiệu suất chiết chắc chắn nó sẽ cao hơn chiết đơn nhưng mà đương nhiên nó cũng sẽ mất thời gian hơn và vân vân và trong thức ăn hay là trong cuộc sống hàng ngày các vị hay gặp cái trường hợp chiết nhiều lần hay là chiết lọc ví dụ ở nhà có chị làm năm củ cốt năm củ cốt chính là chiết nhiều lần đó năm thời gian lấy củ à năm chiếc đánh ở An Giang để mà hoặc là cái
hai là giết bằng cách luân hồi luôn. Chúng ta luôn dùng mong nó bay gặp hai bóng sinh mạng gần đổ đó xong rồi quá trình là quá trình tiên là chết. Và sau này thì họ có bộ môn dữ liệu chiếc mặt cái dụng cụ sắp đấy có một cái mục tiêu là chiếc kẹt mặt chắc nhưng mà dù điểm là không lớn thì cái chất nào mà dễ bị hư bởi vì thì không làm được cái dụng môi nào dễ cháy nó không có chiếc sắp đấy một trong những cái dụng cụ chiếc có sức mạnh kinh điển của mục tiêu ra sau này. Hoặc là mình bảo chế mình không nhìn được chiếc theo phương pháp ngắm kiệt nó cũng gần gần giống như chúng ta ngắm ngủ à. Ngắm một thời gian như môi sẽ đóng đầu chiếc này hoặc trong dữ liệu có thể làm là chiếc mà kết hợp với máy nhìn một chiếc dữ liệu xây thành một vừa máy vừa nhìn và vừa trên môi chiếc một thậm chí kết hợp với nhìn nó luôn rồi. Tất cả những cái đó là đều là chiếc lọc hay là chiếc nhiều lần nhằm mục đích là chiếc kiện thẳng chậm cho là chiếc sức chiếc chậm. Bây giờ nó có một cái lỗi thứ ba. Vì sao nó đưa ra cái lỗi thứ ba này là đưa ra một cái những người làm chiếc sức ta đặt ra một cái vấn đề như sao. Bây giờ tôi có một cái mẫu trong đó có nhiều chất mẫu lọc dựa chất A, B, C, D, E, F. Giờ tôi muốn chiếc riêng tầng chất A, B, C, D mà hiểu chiếc là 100% và độ tinh khiết là 100%. Mấy cái A, B, B, C, D muốn gì vậy? Cái này trong nhiều kỹ thuật dựa như một cái xe nó có nhiều ăn tối thì mình muốn chiếc ra riêng từng nhất hoặc là cái không đỏ riêng từng nhất hoặc là cái dừa càng hoặc là cái phân thống tính tưởng hoặc không rất nhiều dừa cái an xoan bây giờ làm thế nào chiếc được mà nếu mà không giải quyết được đó ngành dừa không thể làm phát triển không thể làm thuốc phải hầu hết cái thuốc mới đó tại vì phát triển đi từ tự nhiên mà từ những học tự nhiên nên người ta mới bán họ khoa học người ta bảo cái cây thì không thể làm được chiếc nổi là thì muốn chiếc được riêng tự nhất với hiệu suất chiếc và độ tinh khiết cao nhất thì ta phải dùng cái phương pháp gọi là chiếc hơn chậm tiếng Anh gọi là counter extraction, CCE, vì vậy chiếc cầu chồng là gì? Thì chiếc cầu chồng đó là chiếc lọc lọc mà trong đó dung môi chiếc và cái mẫu dưới chất tầng chiếc ta gọi là dung dịch chiếc ha. Dung môi chiếc và dung dịch chiếc chất tầng chiếc di chuyển liên tục ngược chiều nhau và tiếp xúc và trong quá trình dung dịch chiếc và dung môi chiếc di chuyển liên tục tiếp xúc với nhau thì nếu các chất trong dung dịch chiếc có hệ số phân chia đề khác nhau thì sẽ biến ra riêng phần chất các chất sẽ biến ra đó là cái nguyên tắc của chiếc. Như vậy cái yếu tố quan trọng nhất để có thể chiếc ngược dòng là gì? Là đầu và các chất có cái gì khác nhau? Hệ số chia đề này thì phải đáp được chiếc ngược dòng. Và theo cái định nghĩa, cái nguyên tắc của chiếc ngược dòng thì chiếc ngược dòng là một cái quá trình chiếc liên tục. Quá trình chiếc liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi vì sao trong chiếc ngược dòng chúng ta lại chiếc được tầng chất có hệ số phân chia đề khác ở trên chỗ này và để cho các vị dễ dùng dễ hiểu thì người ta coi như quá trình chiếc ngược dòng là một cái quá trình chiếc nhét trọn qua nhiều bước cái mặt ý nghĩa
tổ chồng chính là phương pháp. Ý là nha, nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái chúng tôi sẽ bây giờ cho lấy cái ví dụ cụ thể để nói. Bây giờ giả sử chúng ta có hai chất A và B đang ở trong cái mẫu lỏng, đang ở trong cái pha lỏng, tôi gọi là pha dưới hàng lỏng. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái pha lỏng khác để tiếp A đi về đi. Và cái pha đó tôi gọi là pha trên, ví dụ là chữ U. Với điều kiện pha trên và dưới không còn ai nữa. Giả sử nồng độ của A và B ở trong pha dưới ban đầu là 1 mmol và hai chất này có hệ số phân chia đều nhau. Hệ số phân chia đều của A là 4, có nghĩa là sao? Nồng độ của A trong pha trên luôn luôn gấp 4 lần nồng độ của A trong pha dưới. Chất B có hệ số phân chia đều là 1, có nghĩa là sao? Nồng độ của B trong pha trên bằng nồng độ của B trong pha dưới. Và đây là hai chất có hệ số phân chia khác nhau. Như vậy nó có hệ số phân chia khác nhau làm sao ta biết được nguyên lý chất tạo chứa được nhau và lý lẽ nha. Giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần gọi là sơ đồ thí nghiệm chiết ngược dòng. Và cái quá trình chiết ngược dòng như tôi nói, nó bao gồm nhiều cái giai đoạn, nhiều bước liên kết nhau. Trong sách của các chị, anh chị nào mà sách thì cái sơ đồ này thì nó xa. Còn trong cái bài nghe đào của tôi đưa thì đã đúng nha. Các anh chị nghe tôi giảng cái sơ đồ này nha. Nếu mà có sai cái sách là sửa nha. Thế bây giờ chúng ta nhìn chiếc đường dòng là quan giác đoạn quay nhiều thì đúng ra chỗ này là tôi phải vẽ là những cái đường chiếc, cái đường chiếc và để đơn giản tôi vẽ cái bóng nhẹ một ha. Thì cái ống này gọi là ống zero, ống gọi là ống zero. Thì ban đầu thì cái ống này là có pha dưới thì cái gọi là em là zero và trong đây đang chứa A và B 1 mmol. Bây giờ tôi sẽ cho cái pha trên và cái ống zero thì cái gọi là U zero cái chiếc A là zero được chưa? Và cái này chính là chiếc lần thứ nhất. Và chiếc lần thứ nhất thì tôi gọi là bước chiếc không. Vì sao gọi bước chiếc không? Để cho nó tương ứng với ống zero. Thấy không? Tiếp theo, sau khi tôi chiếc xong rồi, sau khi tôi chiếc lần xong rồi, tức là sau khi xong cái bước chiếc không rồi, tôi lấy một cái ống nghiệm khác, tôi gọi là ống số 1. Trong ống số 1 này tôi cho vào đó pha dưới mới, tức là không có A cả đều, tôi gọi là em là một mới, nên là pha dưới mới không có A cả đều. Tôi cho dịch chiếc U0 ở trên vào trong ống số 1 và trong cái dịch chiếc U0 đây là có A cả đều. Giờ tiếp theo cái ống không này tôi lại tiến hành chiếc lần thứ hai bằng cách tôi cho pha trơn mới vào, tôi gọi là U1 và tôi sẽ tiến hành chiếc ống thứ ba, chiếc ống thứ nhất. Như vậy là tôi vừa làm xong bước chiếc một ứng với lần chiếc thứ hai. Sau khi xong rồi tôi lấy một cái ống nghiệm khác, tôi gặp tên là ống số 2. Trong ống số 2 này tôi cho vào pha dưới mới không có A và B luôn, tôi gọi là em là hai. Tôi lấy cái U0 của ống số 1 ở trên mà nó lại có A và B trong đó, cho vào. Còn cái ống số 1 này tôi lấy U1 từ bên đây cho vào. Còn cái ống không này tôi tiến hành chiếc lần thứ 3 bằng cách tôi cho U2 nữa.
như vậy từ từ bước ba bước bốn bước năm bước em là thì cái này chúng ta làm công tác về thông tin chúng ta biết một ngày chúng ta sẽ làm cái sơ đồ nha. Bây giờ ta sẽ tính toán như vậy ban đầu A và B là một khi một trong đây là sơ đồ đúng không? Bây giờ lắp mấy khu sơ đồ thì một phần A và B sẽ được chuyển sang khu sơ đồ. Bây giờ chuyển sang bao nhiêu thì muốn chuyển sang bao nhiêu là phải nhìn vô hệ số phân chia của A là 4, có nghĩa là sao? A được chuyển sang khu sơ đồ là 1 chia 5 nhân 4 là 0.8. Hệ số phân chia B là 1, có nghĩa là B chuyển sang khu sơ đồ là 0.5. Ở đây sẽ là 0.8A và 0.5B, còn lại là 0.2A và 0.5B. Được chưa? Giờ tiếp theo lấy u không ở trên cho lại trong cái u không này đang chứa 0.8A và 0.5B lắc với cái là một mới không có A và B thì một phần A và B từ u không sẽ đi xuống cái là để xuống nhiêu thì đó với A 0.8 chia 5 là 0.16, đối với B 0.5 chia 2 là 0.5. Như vậy còn lại trên đây là 0.64A 0.25B, ở đây là 0.16A 0.25B. giờ qua ống này, cái ống này A B còn lại là cái bờ sơ đồ là bây giờ tiến hành chiếc lần thứ hai khu một mở thì A và B chuyển sang là gì? A là 0.2 chia 5 nhân 4 0.16, B là 0.5. Được chưa? Nói tốt là nếu các chỉ biết một này nó sẽ tính cho các chỉ được nồng độ của A và B trong tầng A ở trong tầng ống. Được chưa? Với điều kiện là mình cung cấp cho nó nồng độ ban đầu, hệ số phân chia và số bước chiếc đó là bắt đầu nó tính lên là cho nên nồng độ A và B trong ba trên ba dưới trong tầng học một không có. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái sơ đồ này lúc mình thay cái nhận xét xong, nếu mình thấy thứ nhất mình thấy an là không là ban đầu là A và B đó nó luôn luôn tiếp xúc với ba chân mở, nó luôn luôn tiếp xúc với ba chân mở, đó là một. Cái thứ hai, cái ba chân ban đầu là u sơ đồ, cảnh hoa đầu tiên là dùng để chiếc này, nó luôn luôn tiếp xúc với ba dưới mở, nha, luôn luôn tiếp xúc với ba dưới mở. Được chưa? Rồi bây giờ người ta cho mình một cái hình ảnh nói là tính sẵn cái bây giờ giả sử chúng ta tiến hành qua 6 lần chiếc ứng với số phút chiếc là từ 0 cho đến 5 và chúng ta tính được A và B trong ba trên với ba dưới của tầng ống 1 à, của tầng ống 1 từ 0 cho đến 5 tính được là thế là đây là 6 lần chiếc này ha. Ta tính được đó, hay là những chiếc chúng ta tính được. Bây giờ tôi làm một cái động tác như sau, sau 6 lần chiếc. Tôi lấy 0, 1, 2, tôi gom lại, tôi cho vào một cái lọ, tôi gọi là lọ thứ nhất. Tôi lấy cái 0, 4, 5, tôi gom lại, tôi cho vào một cái lọ, tôi gọi tên là lọ thứ hai. Bây giờ tôi đã biết được nồng độ của A và B trong ống 0, ống 1, ống 2 thì đương nhiên cũng sẽ tính được A, B trong lọ thứ nhất và tương tự tôi cũng sẽ tính được A, B trong lọ thứ hai. Kết quả là bao nhiêu? Đây lọ thứ nhất A là số này, B là số này. Như vậy từ đây mình sẽ tính hiệu suất chiếc, mình lấy A thôi được, mình ở đây mình tính hiệu suất chiếc của B, vì B nhiều hơn A, sẽ tính hiệu suất
mô chỉ được 0,5 gray tức là 50%. Còn độ tinh khiết của B thì mình lấy 0,5 chỉ đảm bảo mình ra độ tinh khiết là 89%. Như vậy trong khoảng 1 là B nhiều hơn ngàn. Đúng không? Trong khoảng 2 thì nhiều hơn lại. A nhiều hơn B. Với hiệu suất là 74% và độ tinh khiết là 71%. Này mới có 6 đồng chiếc, mới có 6 đồng chiếc thì mình lên suy ra gì cả. Và nếu các chị tăng số đồng chiếc lên, tăng số đồng chiếc lên thì hiệu suất chiếc sẽ càng ngày càng tăng và nó sẽ tiến lên 100. Độ tinh khiết sẽ càng ngày càng tăng, nó cũng sẽ tiến lên 100. Thì vậy mình giải quyết được cái bài toán là gì? Chiếc riêng tâm trạng. Được chưa? Hả? Con số 3 là nhỏ quá không đáng kể. Thì cũng vậy, cũng y vậy luôn. Thì A, B, nhiều cách thì mình sẽ tích được A và B. A, B, C, trong tầng 3, nó có tầng 3 dưới, còn tầng quan trọng là gì, nó phải đề. Như vậy, ở đây ta lấy ví dụ 2 chứ. Thì 3, 4, 5, chất thì được. Nếu mà có đại số thì về đây là mình phải làm được hết. Thì đây là một cái hay của phương pháp, là phương pháp chiếc lượng nhận. Nên là mình nắm được cái chỗ này chưa? Vì sao nó biết được chiếc lượng nhận? Bây giờ, nếu mình có một hộ mà mình có một hộ có nhiều chất A, B, C, D mà hệ số phương chia D của nó gần nhau nhau à, thì mình muốn chiếc lượng nhận được, tức là muốn chiếc lượng nhận nhất thì mình áp được chiếc lượng nhận và nó còn phương pháp nào khác à, thì mình phải thay đổi điều kiện để sao cho D nó khác lớn thì mình sẽ chiếc được. Mà thật ra với chiếc lượng dòng hiện giờ hệ số phương chia D chỉ cần khác nhau 0,5 thì là chiếc lượng dòng là cần. Đây là một cái phương pháp rất là mới là cần. Tức là lý thuyết của nó thì lâu rồi nhưng mà chuyển từ lý thuyết thành cái máy chiếc lượng dòng thì nó mới có khoảng 10 năm nay. Thì hiện nay cái gì nó có những cái máy chiếc lượng dòng tốc độ cao, high speed counter extraction, nha, phải nói là mình dùng nó một nhiều liệu rất là hay, tức là các chị sẽ chiếc thành công được bỏ vào cái nhiều liệu là chiếc ba vô để bỏ cái những chiếc đó nó không phải đầu thì lắp vào dưới, đúng không? Ứng dụng số 1.
từ cái chiếc cái kiếp chúng tôi dọc và đưa lên cái máy chúng tôi dọc mới có cái gì đó. Thì thành ra chiếc tôi dọc chỉ là phương pháp sắc khí thôi. Nói như là phương pháp sắc khí. Đặc biệt là sắc khí phân bố. Sắc khí phân bố là phương pháp sắc khí mà các chất nó được tách ra theo cơ chế phân bố. Tức là các chất có hệ số phân chia đều. Thì vì sao sắc khí là chiếc tôi dọc? Đơn giản, tôi lấy ví dụ như các bạn có nghe sắc khí lớp mỏng chưa? Các bạn sắc khí lớp mỏng giờ ở cái sắc khí lớp mỏng giờ nha. Sắc khí lớp mỏng thì cái pha bẩn á, hay là cái mặt mỏng nó sẽ nó chính là pha lưu. Cái pha mỏng của sắc khí lớp mỏng chính là pha trời. Giờ ban đầu mình chấm mẫu lên trên mặt mỏng. Đúng không? Thì mình chia cái mảng mỏng đó ra là em là lớp, từ em là không cho tới em là số nhất. Thì ban đầu mình chấm mỏng lên em là không. Tức là giống như cái thí nghiệm nữa là A, B là em là không. Sau đó mình chặt cái mảng mỏng nó vào phần bình hay đi để cho pha lỏng đi từ dưới lên. Đúng không? Thì khi mà pha lỏng đi từ dưới lên thì đầu tiên tiếp xúc với em là không trước gì thì sau đó mới đi tiếp xúc tiếp vào bên. Rõ ràng có những cái chiếc cầu chậm đó, bây giờ và cái bản mẫu này mình chia là n là lớp ứng với số bước đi, n là không là bước không hay là một là bước và một cái bản mẫu mà có số bước đi càng lớn cái bản mẫu đó tất cả cái càng tìm qua cái sắc khí và trong sắc khí có một cái thông số nó gọi là số địa lý thuyết hay là số lớp lý thuyết đó chính là này và một cái pha bẩn nào có số địa lý thuyết càng lớn tức là ứng với số bước tiến càng lớn cái pha bẩn đó tất cả chất càng hiệu quả. Tức là số địa lý thuyết là sao? Là không có thật. Ở lượng chung người ta chia ra là em là lớp trong cái đồng chung dạ. Cái thứ hai mình thấy là gì? Em là không tức là cái vị trí mà mình chắc mẫu lên trên mặt không thì mình thấy làm sao? Em là không thì luôn luôn tiếp xúc với mai chân thôi. Hồi nãy trong cái sơ đồ của nó nói đúng không? Em là không luôn luôn tiếp xúc với mai chân. Ngược lại pha trên đầu tiên luôn luôn tiếp xúc với pha dưới mới đấy. U0 luôn luôn tiếp xúc với pha dưới mới để đi vào đó. Từ đó cái chiếc ngược dòng thật ra chính là cái sắc khí phân bố, chính là phương pháp sắc khí phân bố. Nhưng người ta nói một cách tổng quát và hay nói chiếc ngược dòng là cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí. Vì sao? Bởi vì trong phương pháp sắc khí các cái có tác dụng theo nhiều cơ chế khác nhau, bên cạnh cái cơ chế phân bố nó còn nhiều cơ chế khác hấp thụ trao đổi nhau nó vân vân. Cái đó thì là phải nói là chiếc đồng chồng là cơ sở lý thuyết của sắc khí nha. Dạ đó là cái mà tôi nói cái nội dung của cái mục tiêu số 2. Bây giờ chúng ta trở lại cái máy chiếc đồng chồng bây giờ giả sử chúng ta có một cái chiếc A hay trở lên một cái trong cái gì cái dung dịch nó có rất nhiều bản chất nhưng mà bản chất thì mình muốn lấy A đi bây giờ mình dùng chiếc cầu trong đó vận trường đó. Thì bây giờ giả sử B cầu trong là cái phần trăm của chiếc A còn lại tọa độ chiếc sắc ba trơn và quy phần trăm là phần trăm a còn lại của ba trơn tức là đây là độ chiếc sắc ba trơn quy là còn lại của ba trơn thì đương nhiên b và quy là 100% tức là đúng không? Bây giờ nếu cái gì chiếc ngược dòng mà chúng ta biết được hệ số phân chia d của a hay là cách khác chúng ta biết được b quy b
về là một quy là một ta biết được thế nên là ta biết về là quy tại sao người ta dựa vào có người ta sẽ tính được phân nồng độ của ai trong tầng ống sao em là quy tiên à mà nó tuân theo gì thức yêu cầu cái này quá khó về là quy tiên đó là một. Thứ hai, người ta cũng sẽ tính được nồng độ của ai trong bất kỳ một cái ống nào sao em là quy tiên theo cái công thức. Công thức này cũng hết sức là phức tạp. Bây giờ mình học về dương, cái bước mình ứng dụng nhiều hơn. Thì như vậy, ta đưa ra một công thức đơn giản. Bây giờ nếu số bốn chiếc mà lớn, thì cái ống mà chứa cái lượng chất A cao nhất là ống gì? Và về mặt dương, thì tôi muốn lấy cái ống đó. Bởi vì tôi quan tâm lấy cái chất đó phải đổi tinh khiết phải là cao hiệu suất nó phải thấp một chút vẫn không sao nhưng mà quan trọng là độ thì có được còn một lượng nha các vị thì cái ống phải chứa A cao nhất rồi tính theo công thức L là max là ống chứa A cao nhất nó sẽ sắp xỉ N điểm tập về với N là số lần chiếc B là phần trăm của A ở trong ta và tôi nhắc lại trường dương tôi cần lấy mấy cái khác nó không sẵn tôi cần nha các bạn nha và sau này chúng ta học phân sắc ký thì nó sẽ không có cái ống mà chứa được cái A đâu mà nó là phân đoạn chứa A đâu đã chuyên nghiệp rồi nghe là thấy thì tôi lấy ví dụ trở lại cái ví dụ hai chất A và B thì hệ số phân chia D của ta là 4 tức là B bằng 4% thì sau 100 phút chiếc thì cái ống mà chứa A cho chiếc là 8% đó hệ số phân chia B là 1 thì sau 100 phút chiếc cái ống chứa B cho chiếc là 8% bây giờ dựa vào cái hạt số sau 100 phút chiếc tôi sẽ vẽ một cái đồ thị biểu diễn sự thay đổi hàm lượng của A và B trong 100 mẫu. Thì đâu thấy là trục quanh là từ ống 0 cho đến ống 100. Trục tung là nồng độ của A và B trong các ống. Đây là cái đồ thị biểu diễn. Giờ những cái đồ thị này mình có cần xem à, thứ nhất từ ống 0 đến ống 20 không có A rồi đây là sau 100 phút chiếc là lớn nhất trong ống từ ống phải ống 21 là bắt đầu có B B tăng dần và B đạt cao nhất là ống 50 sau đó B giảm dần đến phải ống sau đó là hết rồi bắt đầu xuất A đạt cao nhất ống 80 và đến khoảng ống 94-95 thì không còn A và từ 95-100 là không có A trở lên. Được chưa? Như vậy bây giờ đi cái đồ thị này tôi muốn lấy B đi thì tôi lấy từ đó mấy nó mấy ví dụ nó 40-60 và cái lẻ lẻ bỏ mình sai sang mình cần cũng không là sao A là cái gì ấy 70-90 như vậy các chị lấy được bài bỏ cho nó các chị lấy cái A đi B đi là sắc nhất mà hiệu suất của nó gần như là trăm phần trăm đúng giờ và sau này trong phương pháp sắc ký thì cái này nó gọi là sắc ký độ là cái hình cái mà kết quả của phương pháp sắc ký và cái đồ thị biểu diễn sự thay đổi B trong các ống thì trong sắc ký gọi là pic B tương tự mình sẽ có pic A và muốn biết xem A và B có tách màng bọt hay không thì
mình nhìn trên sóng chiếu rồi thấy A biết A thì biết B tất cả các nhà và trong đường chuyên môn ha, chiều rộng của cái đường này nó gọi là độ rộng của dãy, chiều rộng của huyết A nó gọi là độ rộng của dãy A, và nó có một cái công thức cho chúng ta tính được xem cái khả năng tách của hai huyết này là bao nhiêu, tức là nó biểu hiện bằng cái thông số nó gọi là năng suất phân giải, là cái thông số cho ta biết được hai huyết kế nhau có tách hoàn toàn hay không nha. Và nó có một thông tin và chúng ta sẽ học phần đó ở bài đại cương sản tiên, hãy nhớ sơ một chút nghe nha. Thì đó là cái hình nhất nó và qua. Bây giờ chúng ta cũng tiến hành 100 protein chiếc 100 lần. Chúng ta cũng khỏe rồi thì biểu diễn sự thay đổi của B và A trong các con. Nhưng hai cái này, hệ số phân chia B, hệ số phân chia B của A là 4, nhưng mà B là 7. Nó khác khác. Và mình thấy hai cái đồ thị này nó lòng. Thì mình có tắt được A đi, B đi, ra gì? Không, tắt. Nếu mà tắt thì cũng được, B lấy một chút, A lấy một chút, còn lại nó không tắt. Đúng chưa? Không vừa vào được rồi, nha. Hiệu suất nó thấp quá cũng được. Bây giờ câu hỏi, tôi sẽ hỏi các chị một câu. Nếu mà câu này có 5 đáp án, nếu các chị trả lời được hết 5 đáp án, chứng tỏ là tôi nói từ đầu được chưa? Các chị hiểu không? Nếu mà các chị trả lời được một đáp án, các chị hiểu có 20 thì không? Dạ, 2 đáp án, 40, vâng, thử rồi đó, mình hiểu rõ nào. Các chị có đó không? Tôi hỏi có gì? Nhìn, tôi nói ngay không bắt được không? Câu hỏi tôi là gì? Làm thế nào để tắt được A liên B liên giống như vấn đề? Rồi, vậy là một thân trả lời đầu tiên là hai đổi phai chơi, đúng không? Hai đổi phai chơi. Bởi vì sao? Bởi vì hệ số phân chia là nó phụ thuộc vào du môn. À, bây giờ là thay đổi du môn thì có thể là hệ số phân chia của A và B nó sẽ khác nhau nhiều hơn. Thì vậy có thể tập được đúng đáp án thứ nhất. Rồi, đáp án thứ hai. Thay đổi B nha, đúng luôn. Vì sao? Nếu cái chất của mình nó có tính axit hoặc nó có tính bạc thì nhiều lúc mình thay đổi một môn nó không làm thay đổi hệ số phân chia, mà mình làm nó hơi khác nó có ảnh hưởng đến hệ số phân chia đâu đó. Hai thứ hai là hai thứ ba hay gì hỏi gì hãy cho trên đó là nếu trả lời hỏi gì thay đổi gì thay đổi tâm độ gì nó tâm độ nó hết tâm bộ gì thay đổi gì mới có hai đáp án thay đổi gì nữa về mặt logic khi mà tôi hỏi câu này là trả lời đi hỏi suy nghĩ luôn hả à thay đổi mình nhiệt độ có bị nhiệt độ có ảnh hưởng đến độ tan không có có ảnh hưởng đến số bên kia không có nhiệt độ nhưng mà nhiệt độ không nên quá cao thì chúng ta bay như con luôn nhớ đáp án thứ tư nãy giờ có một cái đáp án dễ mà không phải trả lời nhìn vô cái trả lời này được hả đúng rồi cái mà dễ nhất là tăng số lượng chiếc đó ở đây là em là 100 không thách được thì tăng lên em là 500 không thách được thì cũng không có rồi giờ thay đổi số lượng chiếc rồi đáp án năm thay đổi gì đi hết vòng nha coi cái trả lời Thank you.
quý báu. Dạ. Thầy là nhớ cho quý. Không trả lời. Chỉ có nhớ cho thầy. Dạ. Bây giờ hỏi tiếp câu thứ hai. Bây giờ mình có trong tay cái máy giết ngựa vậy. Bây giờ mình thấy là có đến 5 đáp án để có thể giết được hai con ngựa. Bây giờ trong thực hành mình chọn phương án là trước ta. Nhắc lại ha, dung môi vậy ha, số lượng giết nhiệt độ hấp thụ nhiệt độ hấp thụ rồi một người thấy chúng con người thứ mấy những người khác thì cái đáp án mà đó mình chọn là cái ưu tiên đâu trong nghiên cứu câu hỏi này ưu tiên là mình làm cái công nghiệp cái này mình là chọn sai và cái ưu tiên nào chặt cái này là cắt cái đó là rồi mình sẽ là cái chúng con bây giờ nếu mà tôi mà làm tôi sẽ chọn em là tức là tôi sẽ tăng số bằng cách là tăng thời gian chiếc của chồng và cái đó là tôi chỉ cần cái cài trên máy thay vì là 30 phút rồi lên 4 lần cái này cái này còn cái nhà mình cũng dơ còn nếu mà cần lai quay khách phải lấy ra lại lấy ra như cái bà trời là điều chỉnh là quay khách cổ rồi còn mình chiếc công nghiệp ra máy chiếc lượng dầu có thể lên đến ngay là 10.000 đó từ người ta thực hành thời gian là cái mà dễ làm nhất luôn rồi câu thứ hai tiếp theo tăng thời gian rồi lựa chọn thứ hai là ưu tiên thì còn là bốn đáp án lựa chọn tiếp theo ưu tiên gì đúng rồi nhiệt độ là dễ nhất tính ngay trên máy rồi không phải là bao nhiêu độ hai bắt không xong phải nghĩ đến dung môi mình nhớ mình chiếc phần chồng mình là chiếc nhiều lắm còn hai dung môi là tốn nhiều b ha mình phải lấy ra một cái lợi khó câu là nói về cái thằng chút ra thôi còn không trả lời được sao mình chưa làm tôi sẽ do tôi làm rồi mới biết ha ra đó là ta vừa xong cái nội dung hướng dẫn mục tiêu thứ hai giờ ta qua đến cái nội dung cuối cùng ngoài nội dung hướng dẫn mục tiêu thứ ba là ứng dụng của chiến lược tổng hợp thì cái này cũng vậy đó như vậy nó giống như nãy giờ tôi nói mình muốn chiến một cách nào thì mình xem con hai cái chất đó là nằm trong lời bỏ khác hay là bỏ mình sẽ tìm hiểu về tính chất của cái lời bỏ để từ đó mình có thể chọn được một cái dung môi, cái pH, cái nhiệt độ hoặc là một sự phối hợp với yếu tố đó để mình biết cái chất đó và cái này nói là mình phải làm được kiếm không thể làm được mình gặp kiến thức cho mình chọn đúng rồi không có thể để gặp kiếm của mình thay khảo sát ảnh hưởng của dung môi, ảnh hưởng của pH ảnh hưởng của số lượng chiếc, ảnh hưởng của nhiệt độ, ảnh hưởng của thời gian chiếc gì đó đơn kiểu sự kiện vâng ha cái này các nhà khoa học không hiểu được trong cái quá trình để chọn một môn khác và đi mục đích thì nó sẽ nguyên tắc cái thực tập của môn thì sẽ làm ba cái này ha bây giờ cái ứng dụng thứ hai mà tôi muốn nói bởi vì đây là một pháp
cái chỗ mà ứng dụng chiếc lõm lõm là gì, là mình dùng một cái phần tử chiếc cái phân tử này, và cái nhiệt chiếc đó mình sẽ bị định lượng của các bạn. Thì hiện nay để định lượng các cái dòng kim loại ta hay dùng 1/3 cái khối khí sau này, một là tin do, hai là 8 hydroxy, và ba là cúc kèo. Thì như vậy khi ta thực hiện cái phản ứng giữa dòng kim loại và một chi tiết phân tích để tạo thành cái phốt xê đa, thì nó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng để sinh tạo thành cái phốt xê đa. Nhưng điều quan trọng là sao, là toàn bộ dòng kim loại này là cứng hết, thì nó là một phốt xê đa. Thì có hai cái thông số mà mình lưu ý khi mình hiện phản ứng này là nồng độ của phân tích và pH. Và sau khi mà một cái bất xe đá là phải biết là phải lấy ví dụ nha. Thì hiện nay cái định lượng dòng chỉ đặc biệt là trong nước là đang ta muốn định lượng cái gọi là giới hạn kim loại này dòng chỉ, thì người ta làm sao, người ta cho phản ứng với diazol. Thì diazol nó có màu xanh, cái mẫu nước của mình là không màu, nó có thể làm được rất là thực hiện phản ứng thì nó sẽ tạo một cái phốt xê lắc, phốt kẹt cua là sao, thì nó là cái dòng tâm, nó là cái tố trung tâm, nó bị kẹt bởi hai cái vòng năm cạnh, cái phốt này có màu đỏ, như vậy nó sẽ hấp thu ánh sáng trong vùng đã kiến từ 500 đến 550 ra luôn, và cái phốt này nó tan được trong vùng môi kém phân tử và hết sạch. Như vậy trong thực hành để định lượng gì trong nước thì người ta làm sao, người ta làm cái test nhanh, cái gọi là test nhanh, cái gì mà rất là chính xác, người ta sử dụng ba cái ống nghiệm có nắp đậy kính có kích thước dẫn à. Ống thứ nhất gọi là ống A chứa nước cấp, tức là không có chảy, thì ống này là ống chắc hay là ống chính dùng để kiểm tra. Ống thứ hai ta gọi là ống C, thì ống C này có chứa 10 ml dung dịch trì chuẩn, có cái nồng độ là tương ứng với giới hạn cho phép của trì chuẩn nước, thì ống này gọi là ống chuẩn. Ống thứ ba gọi là ống B, trong đây ta cho vào 10 ml nước máy chúng ta cần định lượng của dòng chảy, thì ống này gọi là ống thử. Và người ta cho sẵn vào trong ba ống này hết sang 70 ml, diazol có màu xanh 30 ml, và sau đó người ta đẩy nắp phải và lắc. Thì khi ta lắc như vậy thì nếu có thì phản ứng tạo phốt sẽ xảy ra, và cái phốt sinh ra đó nó sẽ được tiết vào trong hết sang. Vậy sau khi lắc xong vào ta để đi và chúng ta quan sát màu của lớp hết sạch. Thì đối với ống A là không có chuyện, thì như vậy phản ứng tạo phốt không xảy ra, thì nó sẽ có màu của diazol sạch. Ống C là ống chuẩn cũng là có chuyện, nó sẽ có màu đỏ. Bây giờ vấn đề còn lại là ống thử là ống B, thì lý tưởng là ống B có màu màu xanh, đó là không có chuyện. Còn nếu có màu đỏ nó phải nhạt hơn không? Không xề à, và nhạt hơn trong trường hợp này mắt của mình phân biệt được một cách rõ ràng. Còn nếu mà không phân biệt được rõ ràng thì sao? Nó đem đi cho bỏ khu trên máy qua bộ à. Nếu mà nó bỏ khu nó lớn hơn so với xe thì sao? Trước này thì không đạt, còn nhỏ hơn thì sao? Đạt. Nhưng trong thực hành thì trong hình thành chỉ cần cái ống B này có màu đỏ kể cả nhạt hơn C là đồ xử lý lại nha, hiểu không? Cái hàng ngọt ở lớp cam dạ, đây là ứng dụng hiện nay là chúng ta dùng để kiểm nghiệm trì trọng nước test nhau và cứ lần này mình dùng cái 2-3 phút là xong. Đó là ví dụ ứng dụng thứ hai. Ứng dụng thứ ba nó gọi là chiếc cặp ion
thì chúng ta sẽ tìm một cái tác nhân là một cái axit hữu cơ có mặt. Sau đó cái axit hữu cơ này nó phản ứng với ba tờ hữu cơ để tạo thành cặp ion có mặt tan được trong dung môi đen. Để chúng ta dùng dung môi đen một trận ta chiết nó ra và ta đem đi năng lượng hoặc quang hộ. Thì cái axit mà có màu đó gọi là tác nhân tạo cặp ion. Mặt ngược lại, các chị muốn định lượng một axit hữu cơ thì các chị cho phản ứng với một cái tác nhân tạo cặp ion là một ba sợi hữu cơ, đúng không? Dạ. Và phương pháp này còn gọi là phương pháp chiết đo quang, có nghĩa là sao? Chiết xong rồi để đi hay còn gọi là phương pháp axit màu, có nghĩa là sao? Cái tác nhân tạo cặp ion là một ba sợi màu. Phương pháp này hay dùng để định lượng ba sợi hữu cơ. Ví dụ, lonergan monohydrate. Bây giờ những cái tác nhân tạo cặp ion là những axit màu, những tác nhân nào? Đây. Thì các chị lưu ý cho tôi bốn cái chất màu đỏ: alanine, sulfur, monohydrate, sulfur, phenol, sulfur, này luôn. Đó. Cái thứ hai, cái tác nhân tạo cặp ion là ba sợi hữu cơ. Thế là dùng để định lượng axit hữu cơ là cái bốn đây trong chương trình sau đây là một. Thì phương pháp này cũng hay dùng để định lượng ba sợi hữu cơ. Cho lấy một ví dụ, ở trên thị trường có một cái thuốc của công ty cổ phần Dược Phẩm Giang tốt ba đi ở trung tâm trẻ em thì paracetamol là 325 mg, dexlorphenamine 1 mg. Vậy là sự khác nhau về hàm lượng của hai chất này rất lớn. Bây giờ để định lượng đồng thời hai chất này trong kiểm nghiệm thuốc thì các anh chị hay dùng kỹ thuật sắc khí lỏng được nâng cao, nhưng mà kể cả khi dùng sắc khí lỏng được nâng cao thì phải tiến hành bơm mẫu hai lần một lần ha. Thứ nhất, cái mẫu thử nó có nồng độ cao mới phát hiện được lo của bệnh nhân. Cái lần thứ hai là bơm cái mẫu thử có nồng độ thấp thì mới phát hiện được ba lần. Vì do cái hai cái chất này nồng độ nó khác nhau nhiều quá thì phải làm rất là lâu, rất là lâu. Nhưng nếu các chị dùng phương pháp chiết đo quang ha thì các chị chỉ cần dùng helium đi thì nó sẽ tạo cặp ion với lo thì mà nó không tạo cặp ion với ba lần. Vậy các chị định lượng và kết quả rất chính xác, mặc dù chỉ có một thì được. Tuy nhiên phương pháp này thì hiện nay tích cực sử dụng chiết đo đã được sử dụng vì sao ha? Nó có tính đặc hiệu rất là cao, tức là nó chỉ phản ứng với lo về. Nhưng nó có một cái nhược điểm là gì? Là cái thời gian chiết cần phải có sai. Cái thứ hai, dịch, cái dịch chiết, tức là sau khi chiết xong thì cái dịch chiết phải để bao nhiêu lâu, phải để bao nhiêu lâu. Cái thứ ba, cái lượng mẫu của mình chiết, cái thể tích của dịch chiết của mình nó có gì? Đó, nếu mà làm sai rồi. Cái thứ tư, anh ấy chỉ định lượng có cách lo về người ta muốn định lượng đồng thời hai cách vừa ba cao vừa không cái nó bôn hai giờ thôi mà nó định lượng đồng thời là khi đọc nó chính xác hơn ra phương pháp tiếp đo quay đã dần dần đi vào một bên phải. Mà hiện giờ nếu mà còn sử dụng thì chỉ dùng bên kia mà người ta định lượng ăn cả lối còn không cao quang, bởi vì anh cho biết là có tính ba, người ta định lượng lam mô để còn phương pháp chiết cao quang bởi vì nó là cái có tính axit thì dùng được sử dụng trong lĩnh vực thuốc gọi là hóa dược thì nó dần dần đi vào đôi tay vậy là ta vừa nói xong toàn bộ nhưng mà bây giờ tôi muốn nói tiếp một cái nội dung tương đối mới gọi là chiết ba cái kỹ thuật chiết ba thì nó
làm cái kỹ thuật chiết hỏng răng và nó hay dùng trong lĩnh vực phân tích để xử lý các cái mẫu mà mình cần định lượng hết sức là phức tạp, ví dụ như dược liệu, dịch sinh học, máu, nước tiểu, dịch não tủy, huyết tương, huyết thanh. Tắc là cái kỹ thuật này là dùng để cô đặt mẫu, có nghĩa là cái chất của mình nó có nồng độ quá thấp trong cái mẫu, thì vậy mình cái khó được, thậm chí mình chiết ra nó mất hết trơn. Với phương pháp này nó giúp cho mình loại ra, đồng thời nó cô đặt, nó làm tăng cái nồng độ cái chất của mình. Với phương pháp này thì kỹ thuật này chiết qua này thì kỹ thuật này nó thực sự nó phát triển vào khoảng năm 1999 đến nay là khoảng 2000. Và ứng dụng nó là thường trong định lượng thuốc kháng HIV, định lượng thuốc kháng HIV hóa và đầy kỹ thuật. Thì chiếc bài thứ năm là gì? Solid State Extraction, quy tắc là SPD. Thì quy tắc đó là gì? Là người ta dùng một cái chất răng để giữ lại cái tạp chất, những cái thành phần không mong muốn. Sau đó người ta dùng cái môn hoặc là môn để rửa giải cái chất mà mình cần định lượng ra. Cái dịch rửa giải đó sẽ được bốc hơi lên trang dưới dòng khí vi tơ, và sau đó cái chất đó là nó có cái chất mà mình cần định lượng đó hòa tan lại với một lượng dung môi tối nào đó và đem đi phân tích. Và thường nó sẽ áp dụng kỹ thuật sạch khí thì cái phương pháp là hay được đó. Để có nghĩa là sao? Mình trong thực tế mình có thể kết hợp giữa chiếc lỏng lỏng với chiếc vòi. Ví dụ tôi muốn định lượng amoxicillin trong máu, một cái thuốc điều trị cao huyết áp hoặc độ là nano gan, tôi có thể dùng một cái dung môi kẹt của mình, mây liên kẹt của tim cái dịch chiết của tôi ngoài là bao nhiêu còn rất nhiều thành phần khác. Thì bây giờ cái dịch chiết đó có thể cho ra cái cổ và có thể trong đó có chứa cái dịch này, khi tôi cho cái dịch chiết đi qua và đó thì những cái tạp chất cái thành phần không mong muốn nó bị giữ lại, và đương nhiên thì nano cũng bị giữ lại. Nhưng mà sau đó tôi sẽ tìm cái dung môi, tôi cho vào cái cổ lên đi để nó chỉ hòa tan làm bao nhiêu hoặc là tan cái bệnh khác. Cái dịch chiết đó tôi đem đi bóc tơ lên khô thì hòa tan được bao nhiêu dung môi cơ thể thì được dịch chiết thì hầu như trong đó thì chỉ còn làm bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là gì? Cái nồng độ bao nhiêu nó được tăng được, bởi vì mình bóc hơi cũng khác mà mình hòa lại được dung môi tối. Cái này là hay dùng để xử lý những cái mẫu huyết tương, cái mẫu máu mà trong đó chúng ta cũng được chất có nồng độ thấp hơn là nano gan trên đi. Dạ, đó là cái cách đây là ưu điểm đó. Dạ, và quan trọng là cái kỹ thuật này chúng ta có thể từ năm tháng chúng ta có thể xử lý một lần là 50 mẫu cũng được. Thì ở khoa dược thì cái đó là cái hệ thống chiếc ba lan này là một số bộ môn là có hay là chúng ta làm thì anh ta giới thiệu về cái dụng cụ thì được ra dụng cụ nó đơn giản. Thứ nhất nó bao gồm những cái ống, những cái xi lanh bằng nhựa kích thước khác nhau tùy theo cái lượng mẫu của mình đưa lên. Và trong đây trong cái ống bằng nhựa này nó được cho vào cái pha răng, thì pha răng nó có thể là chất hấp thụ như là những cái hạt silica, hoặc pha răng là những cái chất mà trong đó nó chứa những nhóm chất không cần là dùng để giữ lại những không cần, hoặc cái pha răng nó có thể là những cái chất mà trong đó có những cái nhóm chất không cần, hoặc pha răng nó có thể là những cái nhựa trao đổi với nhau dùng để giữ lại những cái chất. Và người ta trước khi người ta cho pha răng vào thì ngay cái mỗi cái cuối của xi lanh là
tiên đó, chúng ta đang cần cái cột, chúng ta đang cần mua gì nó khô, trong đó có phải cái nhỏ sản phẩm được nén thành, có cái màn lọc ở trên dưới nén thành. Thì đầu tiên mình phải biết mang thái cái cột này, mang thái rồi, bằng cái quy mô rồi. Sau đó mình cứ cho cái dịch chi mà trong đó chứa cái chất phân tích của mình lên qua cái cột. Dùng cái chất mình là bỏ đi, những cái tạp chất là cái bào. Thì khi mình cho lên như vậy thì có khả năng là gì? Một số tạp chất nó không bị giữ lại cái bào, bởi vì cái độ phân tử của nó khác cái bào, nó đi đảm bảo. Nhưng cái chất của mình nên giữ lại. Và có khả năng là một số tạp chất nó có độ phân tử gần giống như cái chất của mình, nó cũng bị giữ lại. Tiếp theo mình sẽ dùng cái dung môi rửa giải, cái dung môi để rửa, để đẩy cái tạp chất đi đâu mà nó không đẩy cái chất của mình. Đó là cái loại tọa đàn đó. Và cuối cùng mình dùng cái dung môi rửa giải để đẩy cái chất của mình, cái dây này thấm thấm cái này một phần chặt là xong rồi. Và quan trọng là cái quá trình này nó tự động hóa hết. Cái lòng tay cũng được tự động hóa, vậy nó xử lý mẫu, cái mẫu rất là sạch tình. Như vậy vấn đề còn lại là sao? Chọn pha lắng này phù hợp với chất bản thân, chọn cái dung môi nào để rửa, để lấy, để cân bằng vấn đề của mình. Để đưa ra một số hướng dẫn. Nhất, lựa chọn pha lắng bốn cái chất của mình nó phải bị giữ lại cái pha này, thì cái nên lựa chọn cái pha này là độ phân tử nó tương đương với chất của mình. Đây là thứ hai, khi biết được độ phân tử của pha này rồi thì cái độ phân tử của cái dung môi mà để rửa giải cái phần ra nó phải khác cái độ phân tử của pha này, và cái dung môi đó phải hoàn toàn là cái chất. Thứ ba, bây giờ mình chọn cái mẫu file thì tùy thuộc vào cái lượng mẫu mà mình cần phân tích thì mình sẽ chọn những cái cột có cái lượng khác nhau. Nó bán sẵn trên thị trường, bán sẵn. Thì thường trong phân tích cái sinh học người ta hay xài cái loại là 1 ml 25 ml, vì cái lượng mẫu sinh học nhỏ. Ở đây cho các anh chị một số những cái file này mà tương ứng với các chất mà mình cần làm sạch. Tiếp theo là cho cái chị pha nắng với các cái dung môi rửa giải nên là mình làm khảo cùng làm cho đại ai có thể cố thì cũng sẽ rửa giải. Giờ tiếp theo thì mẹ tôi nói là sao? Sau khi đã chọn được cái pha nắng rồi thì cái dung môi là để rửa cái chất mà mình cũng lấy làm sạch đó, cái độ phân tử nó sẽ khác với pha nắng và nó sẽ hoàn toàn cái chất của mình. Thì ở đây là phân loại như sao? Nếu cái chất hấp thụ của mình là phân tử thì mình có cái thứ tự dung môi có độ phân tử từ yếu đến mạnh, vậy yếu là nhạt sang mạnh. Như vậy nếu mình chọn cái hấp thụ là phân tử thì mình chọn dung môi là gì? Yếu hay mạnh? Yếu. Và ngược lại, nếu mình chọn cái hấp thụ không phân tử thì dung môi của mình nên chọn là đúng không? Và dĩ nhiên nó có nhiều dung môi khác đó, thì mình lựa dung môi nào mà cũng hoàn toàn cái cách mà mình cần làm sao đó là cái vậy. Rồi tiếp theo nha, như vậy là quá trình chuyển pha nắng nó qua 4 giai đoạn: căn bằng, rồi làm mẫu, rồi rửa cột, rồi rửa giải. Thì ban đầu bây giờ làm thế nào để chọn được cái dung môi căn bằng, cái dung môi rửa cỏ, cái dung môi rửa giải? Thì đầu tiên là phải chọn cái dung môi thích hợp nhất để hoàn thành cái mẫu mà mình cần làm sạch. Đó phải làm cái đó trước, để cái đó rồi tức là cái đó mà rửa mẫu rửa cỏ là phải chọn cái dung môi mà nó hoàn thành nhiều nhất cái mẫu mà mình cần làm sạch. Sau khi mình chọn dung môi đó rồi thì mình phải suy ra được cái dung môi rửa cỏ.
ví dụ môi cân bằng một là ví dụ môi này. Và đến ví dụ môi nửa dài thì mình phải làm thực nghiệm bằng cách là mình làm trên một chỗ, tức là mình biết được bằng bộ nó rồi ha. Sau đó mình mới khảo sát các cái dung môi rửa giải khác nhau để mình chọn cái dung môi nào đó nó rửa giải cái khu mình nhiều nhất và ít tạp chất. Thế là mình phải làm sau đó mình mới làm được một tuần mình lớn ví dụ nha. Bây giờ các chị muốn định lượng một cái mẫu dương liệu xem cho nó còn dư lượng thuốc trừ sâu hay không, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phốt pho là những lần chúng ta thì muốn làm nó thì đầu tiên là sao dược liệu nó sẽ xây dựng, sau đó muốn chiếc cái thuốc bảo vệ thực vật này thì mình biết là nó đang được lớn thì mình cần dùng nước chiếc thì mình được dịch chiếc nước trong đó có thuốc bảo vệ thực vật và có rất nhiều thành phần khác tan vào nước mà có thể nó làm cho dược liệu đi theo. Vậy mình đã xác định được cái dung môi hòa tan và nếu dung môi hòa tan tức là cái gì chiếc là nước đúng không, chiếc chiếc phát phụ phải là chiếc phát phụ không có thể hòa tan thì tức là cái phát phụ nó không cần thì mình sẽ chọn cái phát phụ không cần cái phát phụ nó không cần là cái gì có rất nhiều là mình không chọn cái nào được thì cái này sẽ bám sẽ bị đau phải làm thôi. Để mình xong được cái phần khó nhất rồi. Để tiếp theo, bây giờ mình sẽ rửa bộ với rửa giải là những dung môi gì thì trong thực hành người ta thường kết hợp hai cái này. Thì do mình đã hòa tan cái mẫu của mình đã tiết cái thuốc vào cái bộ nước rồi thì mình sẽ tiến hành rửa bộ là rửa giải với nước và có lực quay là tồn với nồng độ đặc biệt, tức là mình giảm nhiệt độ phân tử của nó và từ đó mình suy ra luôn để cân bằng cái bộ này mình chọn quay là tồn. Thì ở đây người ta làm từ nước cho đến nước của chứa quay là tồn 10-30 đến cuối cùng là quay là tồn không và thậm chí aceton cả cái độ phân tử nó kém hơn quay là tồn và người ta sẽ tiến hành trên mẫu trùng, tức là người ta khảo sát cái mẫu trùng với các cái dung môi này, rồi đó người ta vẽ đồ thì ha, biểu diễn cái tỷ lệ cái thuốc bảo vệ thực vật người ta tìm lại được thì mình thấy rõ ràng với methanol 70% thì gần như là cái hiệu suất tiết ha là nó đạt 100% hoặc là 80%. Từ cái kinh nghiệm này mình đưa ra cái kết luận là sao, dung môi rửa giải chính là quay là tồn tạm được. Đại ca, dung môi rửa bộ có thể là quay là tồn mấy lần gì? 10, 20, 30, 10, 20 được. Đây là dung môi rửa bộ, đây là dung môi rửa giải. Rửa bộ có thể là 20% methanol, rửa giải là 80%. Cái mẫu của mình thu được rất là sạch, và cái mặt độ tăng lên một chút. Một số ví dụ khác, người ta có thể định lượng vitamin B12 trong nước tiểu bằng cách xử lý mẫu PSG. Bởi vì nước tiểu thì nhiều, mà B12 cái liều rất là nhỏ, 1.000g, tức là 1mg một ngày. Đúng không? Vậy là bỏ nó trong nước tiểu nhỏ, người ta phải sử dụng SG mới tô đậm cái mẫu. Đây là ví dụ là B12, cà phê, nước thanh, thuốc ngủ và bị covid này, hiện nay có gì đó không? Thuốc gì đó là bình thường sắc quá sắc hết năm cây cao đúng không? Mặt đi giá đó là họ
hơn rất nhiều. Và bằng ba đến cái bài số 2 đại cương về sắc khí, thì trong số 6 bài nha, thì đây là cái bài quan trọng nhất, bài cốt lõi nhất. Tôi chỉ nói một phần thôi, tôi chỉ nói là một phần định nghĩa rồi đó, cơ chế thôi. Sau đó là tên là nam, tên là nữ, tên là Bill Gates, đọc cái tên là
วีซ่าของการจ่ายยังตลาดที่เห็นยังตลาดที่จะลอยได้ตับยุ่งเงียบมาบอกสารยุ่งที่มีมอยแก่เต้เต้ลงมาจอดไว้เลยสำหรับลองฟังเช็คที่ไปดูไปรอđã thu được cái dịch đó gọi là dịch chiếc tê và không phải sao à còn ta làm khi nào dịch đó không còn sao thì là ngưng chúng ta tạo tạo lại hết cái cơ sở để ta thu được dịch chiếc tê và không phải sao. Bây giờ bước tiếp theo ông ta muốn tìm hiểu xem trong cái dịch chiếc này vì sao nó còn nó có bao nhiêu thành phần trong đó mà nó làm cái gì chứ không có một phần hay nói cách khác ông ta muốn tìm hiểu trong vị trí này có bao nhiêu chất và ông ta muốn tách riêng phần chất thì ông ta làm rất nhiều thí nghiệm nhưng mà không thành công bởi vì cái thời điểm đó là một cái điểm 20 đúng không khoa học cũng chưa có cái phương pháp tách rất là đơn giản lọc nắng tải và thấu rồi thôi ta làm 2 năm trời. Ông ra là tôi nghe tiến sĩ cho tôi nghe 45 năm ra là buồn quá. Vậy là một cái buổi chiều cuối tuần cái tiết còn ra là cuối tuần ông ta về quê nhà ông ta ở ngoại ô Moscow coi như là mẹ của ông ta là nhất ta về mẹ ông ta rất là vui của vì sao từ ngày đó này lên thành phố đi học không bao giờ về nhà đối với người châu Âu thì 18 tuổi là sống tự lập thôi không có sống chung với ba mẹ đâu nhà bà đó sống cùng ba mẹ tuổi đi từ ngày đó tự lập mẹ ta tiếp ta về bà ta rất là vui thì bà ta nói chuyện người ta đó là bà ta nấu cho người ăn làm cho thầy là những cái món bánh mà trong quá trình mà bà ta là bắn á ông này phụ với mẹ ông này mẹ cô phụ rồi thì ông ta thấy mẹ cô này là một cái bệnh khác ông ta thấy mẹ cô ta là một bệnh khác đi sao đi đâu lấy một cái bệnh khác tức là phương giống như là nước và người ta ca cũng đùn da bỏ sau đó là thay vì của ông ta là cái gì cho qua cái không gọt à nhưng mà còn còn gọt thú được cái gì cũng có phần sẵn à ông ta muốn liên tưởng thiết kế ông ta giống giống mình quá giờ ta mới hỏi mẹ lấy cái này là cái gì bà ta trả lời là xưa khi con còn nhỏ chúng ta cùng nghe nó có thời bắn những cái bánh lên nữa thầy nhỏ em hỏi thầy rồi cái cu của thằng chim con cá gì cơ ba mẹ ta đã nói ta nói thích ăn cái bánh này mà thích là do một cái mùi hương thịt người ta giờ ta nói nhưng mà cái bánh ta làm cho con nó có mà cái dịch này mà con mẹ ta đã nói là con ngu quá ngu quá này dễ hơn khó mẹ ta lấy sau đó là lót cái miếng vải mồm lên cho than, cho than, bò than, bụi than, cho lên, cho nhiệt chiếc nước qua, thì cái nhiệt hướng xuống còn vào không? Đó, tại vì sao cái nhiệt than nó hấp thụ quá, hấp thụ cái chất còn xanh nó nghe cái nhiệt đó, là phải đổ vô. À, thì ông ta nhìn mẹ ta làm
quá. Có những cái mùa hè là mà phải được chứng có cái cỏ lớn hơn mùa hè rất nhiều. Ta cho vào cỏ đó không cỏ để lót dưới. Sau đó ta cho vào đó canxi chẳng phù hợp. Người mẹ ba lần gì? Hai con là lần gì? Canxi. Sau đó ta cho vào ele
và sở dĩ các chất mà nó tách được là do nó không có khả năng hấp thụ khác nhau trên canxi và folate. Thì như vậy cái canxi và folate gọi là hợp thành, tức là nó đi trong cỏ, nằm đi trong cỏ. Còn cái cây cây dầu hỏa ta gọi là pha lỏng, bởi vì sao nó di chuyển liên tục qua pha thành theo một hướng nhất định. Trên cỏ cái là sao? Cái quá trình sắc khí hay là các chất được tách bằng phương pháp sắc khí trên cỏ. Hay là các chất, đây là cái cỏ mà được để cho phát triển. Và cái kỹ thuật này gọi là còn gọi là sắc khí cỏ cổ điển. Và cho đến nay là 113 năm rồi thì kỹ thuật này không thể thay đổi. Nó chỉ có modify, có thay đổi một chút và ở bản chất của nó không thay đổi. Tức là chúng ta làm được nhiều điều, đương nhiên chúng ta phải được sắc khí cổ điển cải tạo riêng một cơ chế của bạn. Và trong trường hợp này là các chất được tách ra cơ chế gì hấp thụ, và sau đó thì là chế độ này các bạn thấy là một chiêu cố cho các động cơ là vi hay là sinh hay, nhưng còn động cơ vi hay sinh hay thì tôi nhận được cái chiêu cố. Rồi tiếp theo thì mình thấy là năm 1938 đúng không, thì có hai nhà hóa học, một người Nga và một người Đức là Ismailov và Schreiber. Hai ông này đưa ra một phương pháp sắc khí mà kế thừa những cái thành quả của Pinkelstein, thì nó gọi là phương pháp sắc khí lớp vỏ. Cái từ này mình gọi là tắt thin layer rollability, nhưng mà nếu đúng ra cái phương pháp này gọi là sắc khí lỏng hấp thụ trên mạng vỏ, tức là nó y chang như Pinkelstein mà sao nó xảy ra đâu trên mạng. Và như vậy nó khác với mình nghe xoét là cơ chế nó bị giống nhau, cơ chế hấp thụ, nhưng nó khác đó là chúng ta không tách ra được, không hứng ra được viên các chất, mà các chất nó tách ra nó nằm trên cái mạng mỏng và vô đó nó được tích. Còn sắc khí cổ điển là sao, cơ chế cũng là hấp thụ mà mình lấy ra được viên, nhưng cái phương pháp nó hay chỗ này, khi mà mình làm sắc khí cổ điển cái lượng pha bằng rất, cái lượng môi rất là lớn, cái lượng pha tỉnh rất là lớn. Nếu mình khảo sát pha tỉnh, mình khảo sát pha bằng để tìm thấy pha bằng cái pha bằng tốt nhất thì mình sẽ tốn một cái lượng rất nhiều. Thì bây giờ thay vì mình làm trên sắc khí cổ điển, bây giờ mình tìm pha tỉnh với pha bằng bằng sắc khí công nghệ. Sau khi mình tìm được điều kiện, các bạn sẽ có khoảng thời gian áp dụng nó để làm sắc khí cổ điển. Và sắc khí lớp vỏ thì làm cái này đang không thể. Đó là cái hay của sắc khí lớp vỏ, là người ta dùng nó để tìm cái điều kiện thích hợp tất cả các mặt sắc khí cổ điển. Đó là một. Bên cạnh nó, người ta còn dùng nó để định tính, thử độ tinh khiết. Rồi người ta dùng nó để xem trong một cái diện tích điện tử có bao nhiêu mớ, bao nhiêu thành phần trong đó. Và phương pháp sắc khí lớp vỏ cho đến nay cũng là phương pháp không thể làm thế. Phương pháp hết sức đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Đang chỉ tụi mình đi học có là tập cái lớp học của một sau này đang sẽ làm phương pháp dùng qua lý dược liệu kiểm nghiệm là đúng hết nha, là phương pháp nha. Cho nên tôi nói là ai mà kế thừa những cái kết quả của Picasso. Năm 1958, 20 năm sau, Stalin là nhà hóa học người Đức. Thì ông này có một con rất là lớn là gì? Ông này chuẩn hóa phương pháp sắc khí lớp vỏ. Tức là muốn tiến hành sắc khí lớp vỏ phải cần có những cái dụng cụ gì? Khi dùng môi bằng phải đạt yêu cầu gì? Cái bản mỏng phải làm gì? Cái bình chứa dùng môi là gì? Vân vân. Để gì? Để phương pháp sắc khí lớp vỏ chính thức được đưa vào trong điều kiện châu Âu, số nước ở châu Âu, cũng như đưa vào những cái sách giáo khoa về hóa phân tử. Và phương pháp này chính thức trở thành một phương pháp của cả thế giới mọi người. Đây là một trong 20 năm sau của phương pháp. Và ta đã bắt đầu
tôi tìm ra hai là nhân vật để phát triển không phải là người thì mặt tiêu và sinh thì lần đầu tiên hai ông này công bố cho thế giới cái phương pháp sát ký mà cơ chế lắc của nó hoàn toàn mới, nó không phải là cơ chế nóng cụ nữa mà là cơ chế phân bố và ông ta đặt tên cho nó là sát ký phân bố. Tức là hai người gọi là các chất nếu có hệ số phân chia đề khác nhau, có hệ số phân bố ca khác nhau thì cũng sẽ đáp được bằng sát ký. Và ông ta đặt đưa ra một cái lý thuyết về sát ký phân bố và cụ thể của sát ký phân bố chính là sát ký giấy và sát ký phi. Sát ký giấy là sao? Sát ký phân bố do nó phải làm với phần thời đó đều là cái mẫu. Vì vậy trong sát ký giấy thì phần tình là nước được bảo hòa vào cái loại giấy sát ký của cellulose. Và cái sát ký giấy này nó giống như sát ký lớp 1. Cơ chế của nó là phân bố thôi. Còn người ta cũng dùng nó để tính thử, để tính kế, để tìm xem cái dịch chiếc trong bao nhiêu phần thân. Nhưng mà nó thua sát ký lớp 1 chỗ nào là không tìm được cái điều kiện tách cho sát ký phân bố điện thôi. Nhưng mà nó bù điểm hơn sát ký lớp 1 là gì? Là nó các kết mà có cái hấp thụ mà giống nhau có thể tách nó bằng cơ chế phân bố. Là nó là bổ sung được sát ký lớp 1. Đó. Thứ hai là sát ký phi. Và phải nói là sát ký khí mới là cái quyết định. Sát ký khí là pha phản ứng của nó thiết lập được tẩm vào một cái chất rắn trơ về mặt hóa học và được nhồi được cho một cái tổ sát ký bằng chất của nó. Nhưng pha lỏng là chất khí và các chất này sẽ được tách theo cơ chế phân bố giữa pha lỏng là chất khí và pha phản ứng. Và cái quan trọng là gì? Với sát ký khí nó khắc phục được nhược điểm của sát ký độ cổ điện, của sát ký lớp mỏng, của sát ký giấy, chỗ nào là nó giúp vừa tách vừa định tính vừa định lượng tầng chất thuộc. Chúng ta nhớ là chiếc vượt dòng thật ra là chiếc mỏng mỏng và cái cơ chế phân bố nó giúp cho mình chiếc được riêng tầng chất. Sắc ký khí nó giúp cho mình tách được tầng chất và định tính với định lượng luôn, định tính với định lượng tầng chất. Sắc ký khí thì nó thích hợp cho những cái chất dễ bay hơn bền với nhiệt. Như vậy ứng dụng được mạnh trong công nghiệp dầu khí, trong ngành dầu khí và trong ngành dược của mình là nó dùng để phân tích các cái tinh dầu, các cái thành phần của tinh dầu dễ bay hơn và bền. Thì như vậy người ta nói là gì, sự ra đời của sắc ký khí là tạo ra một cách mạng của cái nhất của nó. Và người ta để ý mình thấy khác người ta gì thì sẽ nói những cái gì sẽ là sắc ký. 1946 thì ba nhà hóa học trong đó là hai nhà người Đức và một nhà người Áo, giáo sư Bremer là người Áo, tiến sĩ Pryor gốc là người Đức và sau đó qua Hàn Quốc và Áo, giáo sư Coleman là người Đức. Thì trong đó tiến sĩ Pryor là học trò của giáo sư Bremer. Thì hai cái nhóm này phát minh là những máy sạc ký khí, đó là đây là lý thuyết và từ lý thuyết chuyển thành cái máy và dùng cái máy này. Thế rồi ba năm sau, Martin và James hai nhà khoa học Đức luôn dùng cái máy sạc ký khí này ứng dụng để tách định tính và định lượng và công bố cái bài báo đầu tiên đăng trong cái tạp chí Nature để phân tích các cái thành phần trong một cái hỗn hợp khí hóa trong một cái dòng khí nha. Vì sao tôi nói vậy? Ông này tìm ra là nhà ai? Nhà mẹ đó, nhà phụ nữ đó. Và thì nhìn ba người này đây là giáo sư Bremer, tiến sĩ Bremer đó, đây là học trò nam hay nữ?
thiên của áo. Giáo sư có cái là trong này tôi là nghị ca một người qua là viện trưởng viện hóa của cái phóng xạ của lại Innsbruck của áo là cái nơi mà giáo sư đang ngờ tức là bà này là viện trưởng đúng không? Sau đó lớn tuổi sau đó là giao cho Úc Trạng đọc cuốn sách về textbook về sách ký đọc
những phân tích story vào cái người một trong những người đó. Phát minh một máy thì tôi đọc luôn tóc tờ fire giáo sư cơ man luôn và thì vẫn có thể máy đâu đó thì nói pin ha bảo chú Việt Nam không chú Việt Nam và đây ta nghĩ mày là trẻ quen rất là lớn đi cho không được nghĩ là nhập Trung Quốc trẻ quen không là China Việt Nam không biết nhưng khi tôi nói đó này I based in Sài Gòn Oh, okay.